Hello cả nhà, phải nói là lâu lắm rồi á, một cái mặt hàng mà nhà em bán siêu chạy hàng đó chính là dòng đen rô nắng. Lâu lâu đến thời điểm hôm nay thì mới cập bến lại. Và trong một cái thời gian nghỉ dài cũng rất là nhiều các bác hỏi thăm về cái dòng đen rô nắng này. Và hôm nay thì cũng nhân cái dịp cái thời gian mà gần chuẩn bị sang cái thời điểm mà các bác chơi hoa Tết thì tiếp tục em lại đổ bộ thêm về một cái lô hàng đen rô nắng cực kỳ là xịn sò. Và như các bác đã biết, những bác đã chơi đen rô nắng lâu năm rồi thì các bác biết rồi, nhà em thì luôn luôn nhập với số lượng lớn. Và thứ nhất là hàng cây thì bao chuẩn hàng, thứ hai là cây nó đẹp và giá thành thì rất là phải chăng. Và để nói sâu hơn về cái dòng đen rô nắng này tại sao được thu hút rất là nhiều khách hàng, bởi vì thứ nhất đó là dòng dễ chăm dễ trồng. Đối với một số bác mới tập chơi thì những cái chậu hàng thuần này về rồi các bác chỉ cần treo cái móc lên và chơi cũng được. Còn để cẩn thận hơn thì mình chỉ cần sang chậu và cho thêm bỏ thông mà thôi. Cách chăm bón thì cũng rất là đơn giản và dễ dàng. Dòng này thì hoa nở quanh năm nhá. Chính vì cái việc là nở quanh năm nên được rất là nhiều mọi người yêu thích. Hơn nữa là độ bền hoa nó phải lên đến 2 tháng cơ. Đến 2 tháng hoặc hơn 2 tháng tùy từng loại hoa. Nhà em thì có phân loại màu cho mọi người nhé. Và hôm nay gần 30 loại đen rô nắng đổ bộ và có những loại hoa rất là hot, những loại cây rất là đẹp. Hàng này chăm xong một thời gian thì cây của nó mập mạp đẹp lên rất là nhiều. Và em sẽ đi giới thiệu qua chi tiết cho mọi người từng loại báo giá đến các bác. Và điều đặc biệt hơn trong cái thời điểm Covid này ấy, thì chương trình đen rô nắng đợt này có chương trình cực kỳ là siêu ưu đãi và rất là giảm giá nhé. Có chương trình miễn phí ship khi các bác mua từ 10 cây trở lên. Bình thường các bác mua 10 cây đều không được miễn phí ship. Và hôm nay nhé, tất cả những đen rô nắng này hôm nay sẽ được giảm giá và được miễn phí ship khi mua số lượng từ 10 cây trở lên ạ. Điều đặc biệt hơn thì các bác lần lượt các bác đi xem qua từng loại. Em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người qua từng loại trên màn hình. Gần 30 loại đen rô nắng khác nhau, những loại size to, những loại màu khác nhau, giá tiền khác nhau thì các bác xem giúp em nhé. Đa phần đồng giá là 70.000 thôi ạ. Bình thường là giá thị trường đen rô nắng rơi tầm 100.000. Và những cái lô trước thì em thường bán 80.000, nhưng trong lô này là lô tri ân khách hàng, giá tất cả các loại chỉ 70.000 thôi. Và khi mua từ 10 chậu sẽ được miễn phí ship các bạn, ship vận chuyển. Và có một số loại đặc biệt hơn thì giá nó nhỉnh hơn một chút, thì em báo giá chi tiết từng loại thông qua video này nhé. Sau đây thì em sẽ giới thiệu đến các bác luôn ạ. Mặt hàng đầu tiên và cũng là một trong những top những dòng đen rô nắng bán chạy nhất đó chính là dòng bà liễu xưa. Nếu ai chơi đen rô nắng thì đều không thể bỏ qua những cái dòng này nhé. Bà liễu xưa là một dòng cây năm cánh trắng quốc dân, dòng hoa thơm vòi hoa dài với cánh trắng và họng tím, cánh bay và cực kỳ là đẹp. Hôm nay thì nhà em có hai loại size, loại size nhỏ và loại size to. Loại size to tức là loại trồng sang loại chậu to này và bụi của nó lùm rất là nhiều thân và thậm chí là có những cây đang có ngồng nụ hoa rồi. Cái này chơi thì tầm khoảng 1 tháng đến tháng rưỡi nữa thì các bác bắt đầu là chơi hoa và độ bền đến 2 tháng cơ. Và đen rô nắng các bác sưu tầm thời điểm này ấy, về các bác kích hoa có thể là chơi hoa Tết ạ. Bà liễu xưa này thì hàng chậu size này gọi là phi 18 nhá, chậu phi to nhá. Chậu này thì một bụi nó rất là nhiều thân các bác này. Bình thường ấy, những cái lô trước là cây của em nó chỉ nhỏ, chỉ một chậu là chỉ có một thân này thôi. Nhưng chậu đợt này nó có nhiều thân hơn. Để các bác nhìn này, một chậu này chậu phi to, nhiều thân hơn các bác nhá. Có những cây đang có ngồng nụ rồi này. Đấy, bà liễu xưa nói chung là lô hàng đợt này thì em lấy cho các bác những cái chậu cây to để các bác về chơi luôn. Nhiều bác chăm bón sợ là trồng những cây nhỏ không biết đến bao giờ mới được thưởng thức hoa đấy ạ. Loại này là loại chậu phi 18 bà liễu xưa, một số cây đang có ngồng nụ. Em xin phép bán với giá là 220.000 ạ. 220.000 một chậu bà liễu xưa, chậu phi 18. Còn ngoài ra bên đây thì hôm nay có về thêm một loại phi 12. Thực ra chậu phi 12 thì nó chỉ có hai thân thôi, một chậu một thân dài và một thân ngắn thôi. Nhưng mà đảm bảo với các bác là chưa một cái lô hàng đen rô nắng nào bà liễu xưa nó lại cao vời vợi như thế này. Bình thường những lô trước nó chỉ bé xíu như cái thân này thôi. Em khẳng định với các bác, nếu các bác theo dõi các lô đen rô nắng, chưa bao giờ bà liễu xưa nó có một cái lô hàng thân dài như thế này luôn ấy ạ. Đấy, đẹp miên man luôn. Nó sẽ có một thân cao. Những cái chậu phi 12 này nó chỉ có hai thân thôi nhá, một thân cao và một thân ngắn, nhưng đảm bảo các bác là những cái thân cao này là rất là cao so với những thân khác, nó phải gấp đôi những cái lô hàng thân khác ạ. Và liễu xưa chậu phi 12 thì là 90.000 một chậu nhá. Đảm bảo một cái lô hàng này không để làm các bác thất vọng luôn, rất là đẹp. Đấy, em đứng xa cho mọi người xem này, có những thân cực kỳ là cao. Ngày trước mua những cái chậu 80.000 là thân nó ngắn xíu hết thôi, bây giờ chậu 90.000 thân cao vời vợi luôn nhá, cực kỳ là đẹp. Đây là dòng đầu tiên, bà liễu xưa hoa thơm. Petsoda xưa,
Đây là một trong top những dòng hàng Deno nắng nổi tiếng và cũng ngang ngửa với bà liễu xưa nhá. Nếu ai chơi Deno nắng mà không có cây Pensoda hoặc bà liễu xưa thì đúng là cái khu của mình thiếu thốn một cái gì đó. Đây là cái dòng bông Pensoda cho mọi người cùng xem qua. Hàng chuẩn hoa và mới về nhá. Bởi vì để trong thùng nên cái khuôn bông của nó không được bay. Bởi vì nó vừa nó bị chèn ép ấy ạ. Bông hoa của nó màu vàng tươi rất là đẹp. Dòng này ra nắng hoa rất là thơm. Riêng bà liễu xưa và Pensoda là hai cái dòng hàng chủ đạo mà em lấy số lượng rất là nhiều, bởi vì lần nào về cũng cháy hàng. Và đặc biệt hơn là với lô ngày hôm nay thì cây của em đều là những dòng cây cao, cây cao to đẹp. Hàng Tết những cái chậu này mà ghép vào chậu gỗ ấy, toàn 5-6-700 nghìn thôi. Đấy, còn ngày hôm nay các bác mua cái chậu này chậu phi 18 các bác nhá. Này, cây của nó to chưa? Thân của nó rất là mập nhưng mà nhá. Chậu những chậu nào hai thân này, những chậu nào hai thân thì thân của nó rất là cao to. Còn đâu những cái chậu mà các bác lấy những cái chậu mà thân thấp ấy, thân thấp hơn một chút thì nó lại rất là lùm, rất là nhiều thân như thế này. Đấy, các bác thích chậu thân thấp mà lùm cây hay lấy chậu thân cao ít cây thì các bác báo em. Bởi vì cái gì nó cũng có cái giá của nó luôn. Đấy, cây cao thì các bác nhìn thân lá mía rất là đẹp, mà thậm chí một số cây còn đang nhú vòi nụ. Và những chậu phi to này, chậu to này em bán với giá là 250 một chậu. Lô Pensoda hôm nay mướt đẹp luôn và chơi chất lượng luôn ạ. Hàng này Tết năm nay hoa thì rất là đẹp rực rỡ luôn. Đấy, đây là Pensoda xưa nhá, có cả Pensoda cam nữa. Pensoda cam, nếu đã ai thích yêu thích cái dòng Pensoda ấy thì những cái dòng Pensoda xưa thì ngoài ra cái dòng Pensoda cam này cũng được rất là nhiều các bác yêu thích. Lô đợt này cây mướt đẹp và thứ hai là cây rất là cao, có những lô Pensoda cam nó chỉ bằng cái thân nhỏ này thôi. Và Pensoda cam này bình thường là 100 nghìn đấy ạ, nhưng hôm nay thì với giá những cái ngày tri ân ưu đãi này em chỉ bán với giá 9 nghìn một chậu thôi. Dòng Pensoda nhập giá và nó hơi đắt hơn một chút. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, cái lô hàng quá là mướt luôn. Pensoda cam 90 nghìn. Ba xanh ba tím nhá. Cái dòng ba xanh ba tím này thì bụi của nó rất là lùm, rất là nhiều thân. Cây của nó đứng ngọn và chuẩn bị cho hoa này. Bụi lùm lắm, đẹp lắm ạ. 70 nghìn một chậu thôi ạ. Ba xanh ba tím có 70 nghìn. Đấy, một chậu cực kỳ là đẹp và hoa của nó rất là đẹp luôn. Ba lưỡi xanh xen lẫn ba lưỡi tím. Dòng đỏ cánh xoắn nhá. Dòng đỏ này, thân của nó rất là mập, thân rất là tía đỏ này, cây cao, đang thắt ngọn, một số cây còn đang nhú ngổng nụ này. Dòng đỏ này em bán là 70 nghìn đồng một chậu. Dòng đỏ cánh xoắn, hoa đậm đà. Chấp Enobi ạ. Bản chất những dòng chấp này thì thường là thân của nó rất là còi, nhưng mà đảm bảo các bác là thân của nó, hoa của nó rất là siêng, chơi hoa quanh năm. Đây ạ. Những cái chậu chấp Enobi này hoa nở liên tục nhá các bác nhá. 90 nghìn đồng một chậu, 90 nghìn. Hàng chấp này như kiểu dòng hoa đột biến cánh chấp ấy, bao giờ giá thành nó nhập nó cao hơn. Cho dù là cái chậu của nó bé thôi, chậu bé, thân bé, nó chỉ tầm một gang tay thôi, tầm một gang tay đổ lại thôi, nhưng đã 90 nghìn rồi. Dòng này dòng hoa sưu tầm, chấp Enobi ạ. Dendro lá biên phát tài nhá. Dòng này Dendro lá biên, cái này biên cả lá và cái dòng này biên cả hoa luôn. Mà dòng lá biên phát tài này, cây của nó cao, to, mập, đẹp. Đấy, những cái chậu lá biên này sưu tầm chơi hoa cực kỳ là tuyệt vời. Nếu chậu nào mà nhiều thân thì nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Và em bán lá biên này là 100 nghìn đồng một chậu nhá. Hàng cây cứng cáp, khỏe mạnh và cứng đọt rồi. Guleng hoa thơm nhá. Dòng Guleng này thì hoa của nó là dòng 5 cánh trắng, cánh bầu tròn và lưỡi màu tím. Cánh bầu cực kỳ là thơm. Dòng này hoa thơm, nổi tiếng, cây của nó cứng cáp, khỏe mạnh. Tạ 70.000 đồng một giò nhá. Chỉ có 70.000 một giò thôi. Một số cây đang có vòi nụ rồi đây này. Dendro hoa hồng blue. Dendro hoa hồng blue, cây cao, khỏe mạnh. 70.000, 70.000 một chậu, rất là đẹp luôn. Hoa hồng blue. Hoa của nó, bông của nó giống bông hoa hồng đấy ạ. Dendro hoa hồng đỏ, những chậu cây cao và xanh mướt mượt mượt đấy ạ. Dòng hoa hồng đỏ thì bông hoa hồng và cánh của nó thì có một chút gì đó pha lẫn nhá, pha lẫn. Cây đứng ngọn rất là đẹp. Một số cây thì đang nhú vòi bông. Đợt này thì chơi hoa luôn rồi nhá mọi người ơi. 70.000 một chậu thôi ạ. Dendro hoa hồng đỏ ạ. Banana hoa thơm nhá. Cái lô hàng đợt này banana về cây của nó mập ú luôn. Thân của nó to hơn ngón tay cái, phải bằng ngón chân cái luôn đấy ạ. Dòng banana này hoa của nó màu vàng và xen chút hoa màu trắng, và đặc biệt hơn là hoa nó thơm. Đây, vòi hoa của nó lên này. Đấy, nó rất là nhiều ngồng lụ luôn nhá. Hoa Dendro nắng thì nó sẽ nở cả trên đầu và cả những cái rìa cạnh này nhá. Nên đảm bảo các bác chơi hoa một cách cực kỳ là trọn vẹn. 70.000 đồng một chậu banana. Dendro King Kong nhá. Dòng này bông của nó rất là to luôn. Đây là mới nở thôi, nó chưa bay. Vừa rồi nó nở này em mới ấy cái cánh của nó ra ấy ạ.
bông hoa của nó rất là đẹp, bụi nhiều thân, đẹp, kinh công 70.000 đồng một chậu. Xanh mướt luôn ạ. Dendro vàng lưỡi đỏ, đây là một trong top những dòng hàng cực kỳ là chạy hàng. Lô vàng lưỡi đỏ đợt này về thì hầu như đã nụ hoa rất là nhiều các bác nhé. Có những chậu nụ ngắn, nụ dài, nhưng gửi đi thì em sẽ cố gắng lựa cho các bác những cái nụ nào nó đảm bảo nhất, gửi đi cho nó an toàn. Dòng này thân của nó mập đẹp, hoa của nó màu vàng lưỡi đỏ đậm. Và đây là một dòng cực kỳ là hot. Vàng lưỡi đỏ đang ngồng hoa, giá chỉ có 70.000 thôi ạ. 70.000 đồng một chậu vàng lưỡi đỏ. Dendro thỏ hồng ạ. Thỏ hồng, đây là những cái bông thỏ hồng này. Thực tế thì hoa của nó thì rất là sai. Tuy nhiên thì do là cái cây của nó cũng mới thì nó sẽ hoa của nó chưa được sai bằng những cây trưởng thành, cây già đời. Tuy nhiên thì dòng này hoa của nó cực kỳ là đẹp nhé. Dòng thỏ hồng cây mướt đẹp này. 70.000 đồng một chậu thỏ hồng. Bò tím lá mít, đây là những cái cây bò tím hôm nay về cái lô hàng rất là đẹp luôn. Đấy, cây của nó cứng cáp, khỏe mạnh. Và những cái chậu bò tím lá khá là tròn trịa và đẹp đấy ạ. Cây của nó cao to đẹp. Và lô đợt này cũng 70.000 đồng một chậu thôi ạ. Đấy, 70.000 một chậu nhá. Bò tím, dòng bò tím cũng là một dòng cực kỳ nó hút hàng của gia đình nha em nhá. Cánh của nó cánh xoắn, siêu đẹp luôn. Cisaret, một dòng hoa cực kỳ là siêng hoa với vòi hoa rất là dài. Lô hôm nay thân về như đốt mía luôn ạ. Lô đợt này về cây vừa cao vừa to, thân của nó như đốt mía cực kỳ là đẹp nhá. Nhà em thì bán không phân loại là những loại cây nhỏ nhỏ tiền hay cây cao to tiền. Em bán đồng giá hết nên bao giờ các bác mua hàng được yêu thương hơn. Và cái này thì nó sẽ phân màu, tùy từng màu từng cây thì độ to nhỏ nó sẽ khác nhau nhá. Đấy, dù Cisaret cây to như vậy với giá cũng chỉ có 70.000 ạ. Cây hiện tại một số cây đang nhú vòi nụ rất là đẹp luôn. Lô đợt này các bác không mua thì hơi phí ạ. Nắng 4N cũng là một dòng hàng hot và mặt hoa này khá là truyền thống và đẹp. Dù là mang tính chất truyền thống thôi nhưng mà cánh của nó bay đẹp cực kỳ. Dòng nắng 4N cây cũng cao to đẹp. Với giá cũng bao nhiêu ạ? 70.000 đồng một chậu nhá. Nhiều cây đang nhú vòi hoa lắm rồi. Đấy, lô đợt này về rất là xịn sò luôn đấy ạ. Một dòng hoa đột biến về dòng Dendro đó chính là dòng ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ. Nếu đã chơi những cái dòng hàng này thì các bác thấy là những cái lô hàng trước đây nhà em về cây của nó rất là thấp. Nó không cao được như những cây này đâu. Cây này nó còn cao hơn gang. Bình thường là chỉ bằng những cái tép nhỏ thôi ạ. Hôm nay thì ba vàng ba đỏ vừa cao vừa đẹp. Và giá hôm nay ưu đãi chỉ có 90.000. Giá thông đường là 100.000 đó. 90.000 đồng một chậu ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ nhá. Bò vàng cánh xoắn ạ. Hôm nay cái lô bò vàng này về thân của nó cũng rất là mập và đẹp đấy ạ. Những cây bò vàng hiện tại đứng ngọn và sắp tới sẽ cho hoa. Một màu vàng rất là tươi tắn và đẹp đẽ. Bò vàng này em bán 70.000 đồng một chậu nhá. Dendro mắt rồng, đợt này mắt rồng về cây cao và trưởng thành, một số cây đang nhú vòi bông. Đấy, đứng ngọn hết rồi, đẹp lắm, mắt rồng đợt này cây cao thật sự luôn đấy ạ. Em bán là 70.000 đồng một chậu mắt rồng. Tiếp đến là những chậu đồng tiền đổi màu nhá. Những cái bụi thân rất là lùm mà rất là nhiều cây trong một chậu này. Đấy, nhiều cây như vậy và giá chỉ có 70.000 thôi. Cây đồng tiền đổi màu này đợt này mới về. Và hàng của nó phải nói là siêu đẹp. Nói chung một chậu Dendro với rất là nhiều những cái thân như vậy nhìn đã cũng đã mê rồi. Huống hồ là hiện tại còn đang có nụ hoa. Dòng này thì bản chất cây nó hơi lùn một chút xíu ạ. Tiếp đến là những cái chậu Anbalai. Những chậu Anbalai thân của nó như đốt mía đây. Thân to bằng ngón chân cái, thậm chí hơn cả ngón chân cái. Đang nhú vòi bông, một số cây đang nhú vòi bông. Dòng Anbalai này cây hoa của nó tím đậm và cánh bầu tròn rất là đẹp. Đấy, Anbalai thân mập đẹp, giá cũng chỉ có 70.000 thôi ạ. Tiếp nữa đó chính là tím Huế. Những cây tím Huế mộng mơ, một cái dòng hàng hoa siêu sai và rất là đẹp. Một màu tím rất là huyền bí, rất là đẹp tuyệt vời. Màu tím thường tượng trưng cho sự thủy chung đấy mọi người. Đấy, hôm nay cây của nó cao lắm, cao cực kỳ. Tím Huế cây cao và tiếp tục vẫn còn đang đi ngọn này. Một số cây thì đã thường đứng ngọn rồi. Em bán 70.000 đồng một chậu. Về một lô Dendro vàng chanh đẹp mướt mát nhé, đẹp như trong mơ luôn. Vàng chanh vốn dĩ là cây nó thường nó cao và vòi hoa của nó rất là siêng và dài. Vàng chanh cây tơ mướt đẹp và đang có nụ hoa này. Em bán là 70.000 đồng một chậu vàng chanh. Tiếp nữa nếu các bác yêu thích một màu vàng nữa thì cái dòng vàng mai cũng là một cái dòng hàng cũng rất là được các bác quan tâm. Dòng này thì cây to, mập đẹp, cây cao, khỏe mạnh. Và vàng mai này giá cũng chỉ có 70.000 đồng một chậu thôi nhé các bác nhé. Cây rất là cao và đẹp luôn. Hoa siêng nữa.
Và đối với Genzo thì không kể đến những cái dòng cực kỳ là siêng hoa mang tên là Zaza Mini nhá. Dòng này thì là dòng hoa mini thôi, nhưng mà đặc điểm là rất là siêng hoa. Và lô đợt này thì về nhiều cây cũng đang có rất là nhiều vòi nụ nhá, bụi cực kỳ là lùm. 70.000 đồng một chậu Zaza, đang có ngồng bông và rất là nhiều cây trong một chậu. Đấy, lô hàng này quá xịn sò luôn. Nụ hoa về chi chít. Cái này về các bác ghép 2-3 chậu về ấy, thành ra một bụi khủng. Cái này thì em thấy là rất là nhiều tác phẩm về dòng Zaza này mọi người đã tạo lên rồi. Tuyệt vời, 70.000. Thế thì em có về thêm một loại mới, đó chính là ngọc trai đỏ nha các nhá. Bình thường thì hay về ngọc trai đen. Cái ngọc trai đỏ này thì hoa của nó màu đỏ với viền màu trắng rất là đẹp, và màu đỏ đậm luôn. Cây thì thân mập đẹp, hiện tại thì đang nhú vòi. Ngọc trai đỏ này em bán là 70.000 đồng một chậu ạ. Thân cao mập ú ạ, 70.000. Tiếp đến một cái dòng hàng cực kỳ là sai hoa, một cái màu vàng rất là tươi tắn, đó chính là màu vàng tia. Chậu nhiều thân mà thân rất là mập đẹp luôn. Đây cây vàng tia này. Lần này thì thân của nó thấp nhưng mà lùm rất là nhiều đầu nhá. 70.000 đồng một chậu vàng tia. Và trên đây là toàn bộ những cái chậu đen ô nắng, báo giá chi tiết và tình trạng cây các bác. Và tất cả những cái loại này thì nhà em đã phân loại và chuẩn chỉnh cho các bác nhé. Nếu các bác yêu thích sự chuẩn chỉnh thì các bác có thể liên hệ với nhà em. Và đặc biệt hơn là đừng bỏ qua cơ hội đối với lô đen ô nắng lần này. Rất là nhiều những cái chương trình tri ân miễn phí ship đối với các bác, dành cho các bác trong những cái thời gian sắp tới. Đặc biệt là hỗ trợ các bác mùa dịch và thời điểm này sưu tầm đen ô nắng chơi Tết là quá là hợp lý rồi ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc các bác có một khu vườn thật là đẹp và sưu tầm cho mình những giò lan thật là quý và hiếm ạ.